Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc kẹo khổng lồ màu cam có một cái nơ ở bên trên đầu như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc kẹo hình chiếc nơ như vậy nhé. Mình sẽ có một cái chiếc kẹo hình chữ nhật này, sau đó thì mình sẽ trang trí một cái nơ ở bên trên của cái chiếc kẹo đó. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình, đầu tiên là mình sẽ có một cái bút chì này. Tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái bút bi màu đen nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thước kẻ này. Mình sẽ có kéo này và súng bắn keo như này. Và đối với cái phần chiếc kẹo này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình bốn màu. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu cam này để mình sẽ làm cái phần hình chiếc kẹo của mình nhé các bạn. Tiếp theo là cái phần màu vàng này. Và mình sẽ trang trí ở hai cái phần đầu của cái chiếc kẹo này. Tiếp theo là các bạn sẽ có cho mình một cái tờ giấy màu xanh này và một cái tờ giấy màu trắng như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách làm cái chiếc kẹo này nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cái bút chì này thì các bạn sẽ đo cái phần kích thước của chiếc kẹo cho mình nhé. Thì cái chiếc kẹo này thì mình sẽ lấy cái phần kích thước chiều ngang của nó. Cái hình chiếc kẹo này thì mình sẽ sử dụng là từ một cái hình chữ nhật ra nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần kích thước chiều dài của nó đi. Cái phần chiều cao nhé. Chiều cao của nó sẽ là 14. Và cái phần chiều dài thì mình sẽ lấy luôn cái phần chiều dài của cái tờ giấy A4 này. Mình sẽ lấy, nó sẽ khoảng 21cm nha các bạn. Hoặc là mình lấy cái phần chiều rộng lên hẳn là 15 đi. 15 x 21 đi. Đây là một chiếc kẹo khổng lồ nhé các bạn. Một chiếc kẹo khổng lồ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nối nó vào này. Và chúng ta sẽ cắt nó ra để tạo thành một cái hình chữ nhật. Mình sẽ cắt nó ra nha. Rồi, đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái chiếc kẹo này. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn nó vạ lại để thành cái hình tròn như thế này nhé. Cuộn nó lại để thành một cái hình trụ tròn như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng keo, chúng ta sẽ dán vào. Các bạn sẽ dán keo vào đây. Rồi. Các bạn dán nó vào như này nhé. Rồi đây sẽ là cái phần thân của chiếc kẹo của mình nha các bạn. Nhưng mà chẳng phải chiếc kẹo nó mà nó tròn như này đúng không? Bây giờ thì mình sẽ dán cái phần đầu của nó vào như này. Dán một đầu của nó vào này. Dán keo vào đây. Sau đó các bạn dán cái phần đầu của nó vào cho mình như này. Rồi, sau đó cái phần thân này nhé các bạn. Thì các bạn sẽ sử dụng hai tay này. Các bạn sẽ đẩy hai cái phần giữa này vào cho mình để tạo cái độ cong cho cái chiếc kẹo này nhé. Đây. Các bạn sẽ giữ cái phần đầu còn lại này. Và các bạn sẽ bóp cái phần kẹo này cho nó căng lên. Bây giờ thì mình sẽ dán nốt keo vào cái đầu này nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ dán nó vào như này. Đây. Và các bạn sẽ bóp hai phần ở giữa này để cho cái kẹo này nó phồng lên như thế này nhé. Đây các bạn sẽ dán kín hai cái phần đầu này lại để tránh cho cái phần không khí nó vào trong đúng không? Nó bị thoát ra thì nó sẽ không còn được phồng như này nữa. Sau khi mà đã có cái phần chiếc kẹo như này rồi, các bạn sẽ trang trí nhé. Bây giờ sẽ là bước trang trí cho cái chiếc kẹo này. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần màu vàng này. Đây các bạn sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu vàng. Các bạn sẽ dán lên bên trên đầu của cái chiếc kẹo như này cho mình. Dán hai cái phần đầu của nó nhé. Thì các bạn sẽ cắt thành một cái tờ giấy màu cam, màu vàng nhạt như thế này. Ngoài cái việc chiếc kẹo này thì dùng để trang trí đúng không? Sử dụng để làm đồ chơi thì các bạn cũng có thể coi nó như là một hộp quà được. Thì các bạn sẽ, trước khi các bạn dán cái phần đầu này lại thì các bạn sẽ cho cái phần những cái món quà nhỏ nhỏ của mình vào đây, vào giữa đây. Để mình sẽ có thể mang đi tặng cho những người bạn của mình đúng không? Thì mình sẽ, đấy, các bạn có thể sử dụng nó với các mục đích khác nhau như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ dán keo vào đây. Và chúng ta sẽ dán cái phần tờ giấy màu vàng này vào. Các bạn bôi một lớp kem thật là mỏng cho mình, một lớp keo thật là mỏng. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái này vào nhé.
nhấn vào đây. Rồi, tiếp tục này. Làm kem xong như này. Rồi, và chúng ta đã có cái phần màu vàng để trang trí như này rồi. Mình sẽ cắt tiếp nha các bạn. Mình sẽ cắt tiếp để mình nối vào cái phần kia, bởi vì là mình đang bị